kiểu như là xả mỗi một lần đó, một lần xả để cho cái niềm lạ đó. Phải có hai tay mà bùi lá được chứ. Chứ chỉ để lên cái chân đi cho nó ủi. Thử sơ đi thôi chứ ủi mà phải có cái tay mà đe cho mạnh. Sinh ra là đã. Hôm nay là nguyên liệu là gỗ. Còn cái văn này là bằng tre. 16 vòng nhé. 16. Cái bông cũng 16 đấy. Cái bông 16. Thì chữ vẽ là từ trứng gà 16. Chứ cũng còn làm bá lớp thì nó mới hết. Cái thứ là mới xuất hiện 6 hết đó, 70 năm tới. Mẹ làm xứ cô chị con nhỏ nhỏ tỉ tỉ vì thơ đỏ lên băng ngoài dạy cho mẹ. Chủ yếu là bán cho ai? Khách du lịch. Khách du lịch. Ai học tại đấy? Thế còn thế mình cũng mua loại cải thôi. Bao nhiêu tiền một cái ạ? Cứ theo loại. Đắt nhất là loại hay mà đắt nhất là 1.000. Mà rẻ nhất là 15.000. Làm một cái nón thì mất bao lâu? Lúc này một ngày là họ làm có bắt nhất. Dang it, 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 d